Hello, xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đến với kênh Sổ tay Like Care Tinh dầu thơm đỏ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về quyền lợi của người sử dụng sản phẩm. Khi mình đã biết sản phẩm tốt rồi, thế thì bước tiếp theo mình cần làm là gì ạ? Ok, chúng ta cùng bắt đầu với video nhé. Rồi, sau khi mình đã biết được cái sản phẩm nó rất là tốt thì cô chú anh chị hãy tạo ngay cho mình một cái mã số ID. Đó. Thì với cái mã số ID này á, nó sẽ bảo vệ quyền lợi và cô chú anh chị sẽ có rất là nhiều quyền lợi khi có cái mã số ID này. Tức là thay vì mình mua mà mình không có ID thì khi mình có mã số này thì thứ nhất cô chú anh chị sẽ được mua sản phẩm đúng công ty, chống hàng nhái hàng giả đó. Tại vì á, đôi khi có những cô chú anh chị là mình mua hàng ở trên mạng hay là mình mua online ở đâu đó thì nó sẽ không đảm bảo, tại vì bây giờ là hàng nhái hàng giả rất là nhiều. Nhưng mà khi cô chú anh chị có cái mã số này thì sẽ được mua hàng đúng công ty và công ty cam kết 100% là hàng thật và chính hãng. Mình có thể là đem đến các cơ quan thẩm định cái sản phẩm này, ok không ạ? Rồi, cái quyền lợi thứ hai đó chính là sản phẩm tinh dầu thơm đỏ có bảo hiểm của tập đoàn Samsung đó, lên đến 100.000 đô nhé. Thì tập đoàn Samsung ở Hàn Quốc bên cạnh sản xuất những cái thiết bị điện tử thì ở Hàn Quốc họ cũng bảo hiểm cho những cái sản phẩm chất lượng, và tinh dầu thơm đỏ của công ty Like Care là một trong số những sản phẩm đó. Tức là nếu như cô chú anh chị dùng mà lỡ như có bị vấn đề gì đó thì sẽ có cái bảo hiểm của Samsung nó đền cho, lên đến 100.000 đô, ok không ạ? Rồi, cái thứ ba đó chính là mình sẽ có quyền lợi phát triển hệ thống kinh doanh cùng với công ty Like Care. Thì quyền lợi này sẽ đóng mở ngoặc ở đây, nếu như cô chú anh chị có nhu cầu muốn phát triển hệ thống thì mình sẽ được sử dụng cái quyền lợi này, ok. Và cái thứ tư đó chính là được công ty tặng điểm cho người sử dụng tinh dầu thơm đỏ, tặng điểm khuyến mãi hàng ngày. Thì cái người mà không có ID á, thì sẽ không có được những cái quyền lợi này nhé cô chú anh chị. Ok, tiếp theo. Ví dụ, đây là một cái mã số ID, một cái đơn hàng là 36 triệu. Đó, thì công ty sẽ đưa ra rất là nhiều đơn hàng tùy vào cái tài chính và cái nhu cầu sử dụng cho cô chú anh chị. Thì sẽ có những đơn hàng là 36 triệu nè, mình dùng cho cả gia đình. Rồi có những đơn là 2 bộ, rồi có những đơn là một hộp cũng có cho cô chú anh chị trải nghiệm lần đầu tiên cũng có. Thì mình lấy chung là mình lấy ví dụ đi là cái gói 36 triệu. Thì mình sẽ được cái gì ạ? Mình sẽ nhận về là 12 hộp sản phẩm tinh dầu thơm đỏ Red Buy. Đó. Tức là sao ạ? Giá bán lẻ là 3,6 triệu nhưng mà mình mua một lần 12 hộp luôn thì mỗi hộp còn có 3 triệu thôi, đó là cái gói 36. Và mỗi ngày mình sẽ nhận cái điểm thưởng là 150.000 điểm LC một ngày nhân cho 1.200 ngày, tổng mình sẽ nhận về là 180 triệu điểm LC. Thì cái điểm LC này để làm gì ạ? Giống như là khi cô chú anh chị đi siêu thị á, khi mà mình mua hàng thì mình sẽ được tích lũy điểm, và cái điểm đó thì sẽ được dùng để mua hàng lần tiếp theo mà mua hàng lại được tích điểm nữa. Thì cái điểm LC của công ty Like Care cũng tương tự như vậy. Đấy. Thì đây chính là cái cách để mình dùng cái điểm tặng LC này. Cách thứ nhất là gì? Là mua sản phẩm tỷ lệ 50% tiền mặt và 50% bằng điểm. Tức là sao ạ? Tức là cái điểm này nó có cái giá trị là dùng để mua lại cái sản phẩm tinh dầu thơm đỏ của Like Care được giảm giá 50%. Ok, cái thứ hai là kích gói mới cho khách tỷ lệ là 75% tiền mặt, 25% điểm. Và cái cách thứ hai này thì cái gói sản phẩm này nó lại được tặng điểm tiếp. Lưu ý nhé, cái cách thứ nhất thì không được tặng điểm tiếp tại vì mình đã dùng 50% rồi. Nhưng cách thứ hai, 75% tiền mặt, 25% điểm thì mình lại có điểm tiếp. Rồi, cái thứ ba đó là mình có thể dùng cái điểm này để mua hàng trên trang thương mại điện tử LCEshop.vn. Thì trên cái trang này có rất là nhiều những cái sản phẩm tinh dầu thơm đỏ cũng có này, những cái sản phẩm về sức khỏe đó, quần áo, đồng hồ vân vân, mình có thể mua bằng cái điểm LC này. Rồi, và cách thứ tư là gì ạ? Cách thứ tư là mình có thể bán cái điểm LC này cho những thành viên khác và giá cả tự thỏa thuận, giống như là mình bán lại cái voucher giảm giá cho người khác. Ok. Rồi, và đó chính là cái quyền lợi của người sử dụng sản phẩm. Đó, cô chú anh chị cảm thấy như thế nào về cái quyền lợi này khi sử dụng sản phẩm ở công ty Like Care? Hãy comment xuống phía dưới nhé. Và nếu như thấy video này hay, hãy subscribe kênh và nhấn nút chuông để đón xem những cái video tiếp theo của kênh Tinh dầu thơm đỏ Like Care nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.